kiểu mình cảm thấy nhớ sân khấu chương trình Rap Việt thật sự. Cũng có nói với thầy là em thật sự rất muốn tới chung kết này. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với những câu hỏi của chương trình dành cho bạn. Trong các cái tiết mục mà Ati đã thể hiện thì Ati thích nhất là tiết mục nào? Thật sự thì Anty thích cả ba tiết mục. Ba tiết mục hả? Tại Nhưng mà vì cái nào nhất? Phải có cái nhất chứ. cái nhất cái nhất chắc là bài rằm tháng 7. Rằm tháng 7. Dạ. Ok, vậy thì bây giờ mình dành là một đoạn để dành tặng cho các bạn khán giả được chứ? Ok ạ. Ok. Đầu tháng 7 người ta gọi là cô hồn. Qua 12 giờ baby don't go phone. Bỏ ngoài tai là thấy đã nhọc nhằn ra. Đừng đừng nên nép và bị gã cọc cằn. Bố anh dạ phải thắp nhang khi lên đây. Khói hương xong thì vàng mã chưa thêm đủ. Người âm phủ ngày ngủ đêm. Bây giờ thì người cõi trần ngày say đêm ngủ. Con gà luộc trên mâm. Tay thì đếm vài cọc 500. Đôi giày mới thì buộc lên chân. Chuẩn bị đợi mấy thằng nhóc cầm bọc sang thăm mồ ấy. Chơi bời thì nên thân. Em đừng cố là phải đồng gió chịu. Sau nửa đêm mà còn chưa về là cô cho em thấy một chiều gió đông. Ghê. Yeah, rất là tuyệt vời, giơ tay cho Ati. Yeah. Ati rất là giỏi và những gì mà Huy biết về Ati trước đó và những gì bạn thể hiện trên sân khấu thì hoàn toàn là như thế. Yeah. Ati thì vẫn là một bạn rất là giỏi với những sản phẩm của mình, những hợp sự hợp tác cùng với những cái bóng hồng nè. Hay là bên cạnh đó thì Ati còn thể hiện rất là tốt trong những cái vòng thi của bạn. Rõ ràng là như vậy. Nhưng mà thật sự ra thì bạn có cảm thấy tiếc hay không khi mà loại được Ricky Star rồi nhưng mà tới cái vòng bứt phá thì phải dừng lại? Thật ra thì không thể nào mà mình nói mà mình không tiếc được. Thật sự rất là tiếc. Tiếc ở đây là bởi vì có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là kiểu mình cảm thấy nhớ sân khấu chương trình Rap Việt thật sự. Tại vì được cùng với tất cả những các anh chị ở đó, được làm những bài hát kiểu có được sự hỗ trợ của anh Tuliver. Thật sự đó là một cái rất là sướng và mình cũng không muốn dừng dừng cái điều đó xảy dừng cái điều đó lại. Và cái thứ hai đó là không được ở cùng thầy, không được ở cùng thầy và không được đứng cùng thầy trên nhìn thấy cái giải thưởng đó, mặc dù Ok. chưa biết giải thưởng là gì, nhưng mà cũng có nói với thầy là em thật sự rất muốn tới chung kết này, là muốn đứng cùng với thầy và tất cả các fly team ở trong chương trình. Thì đó là hai cái thật sự rất là tiếc. Nhưng mà để mà được nhận lại thì cũng nó cũng đỡ đi một phần nào, nó kiểu bị mình cũng không không thấy giống như là kiểu tiếc thì vẫn tiếc thật, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là mình dừng chặng đường này nó thật sự xứng đáng. Ok, Bởi vì đồng ý. Đồ Voti lúc mà từ lúc làm nghề giờ, trong khoảng thời gian mà featuring cho tới bây giờ, thì Oti giống như là một con cá rất là bé ở trong một cái bể rất là nhỏ. Và khi mà mình đã đổ đổ cái bể đó ra ngoài cái biển khơi, ngoài cái một cái đại dương như thế, mình cảm nhận được cái năng lượng giống như là khi mà cá đã gặp nước rồi ấy, thì nó mới phát triển, nó mới trưởng thành hơn. Thì mình nhận lại những điều đó rất là nhiều thứ từ thầy, từ các anh em trong fly, vì đó là món quà của mình. Và đặc biệt hơn là cái sự công nhận của tất cả các bạn khán giả, cũng như là để lại được một cái dấu ấn trong chương trình Rap Việt, thì đối với Anty đấy là giải thưởng của mình rồi. Rất là tuyệt vời. Nghe những chia sẻ vừa rồi của Ati thì mọi người sẽ hiểu hơn về cái sự ý nghĩa của bạn khi mà bạn tham gia cuộc thi Rap Việt cùng với là những thành viên trong team của thầy, đúng Dạ, không? đúng rồi ạ. Đó chính là những chia sẻ của Ati. Và các bạn khán giả ơi, các bạn hãy tiếp tục đặt những câu hỏi dành cho Ati cũng như là những thử thách ha.